Alo, chào bạn, mình là Du. Chào mừng các bạn đến với kênh ZoomMV, cái kênh chuyên về lập trình Android. Và tương lai sẽ có nhiều ngôn ngữ khác. Thì như ở trên fanpage của mình á, mình có đăng một cái video, nó chính là cái video này. Đấy, đại khái là video về animation, về cái UI Android kiểu kiểu ấy. Có nghĩa là làm cho các app của bạn ấy sẽ đẹp hơn đấy. Đấy, như các bạn đã thấy thì đây là một cái app demo đấy, mình đã viết sử dụng hiệu ứng và linh tinh tất cả các thứ nữa đấy. Thì trước khi vào video thì nếu như mà các bạn quan tâm thì các bạn hãy để lại like cho mình và nhấn subscribe nhé. Rồi, bắt đầu ở video lần này thì mình sẽ cái app này mình sẽ chia làm hai phần, chưa? Phần 1 sẽ là thiết kế giao diện, làm sao để ra được cái app đẹp như này. Đấy. Phần thứ hai là mình sẽ video tiếp theo ấy, hướng dẫn các bạn là add hiệu ứng vào cho cái thằng cho cái file mà các bạn thiết kế, ok chưa? Rồi, bắt đầu nhá. Mình sẽ đây là cái project đấy này, mình sẽ sử dụng lại khá nhiều cái file của thằng này đấy, ví dụ trong thằng drawable nhá. Mình sẽ để mình đâu này, tôi order đây đấy, chính nó đây. À, sorry các bạn nhá, nôm na là có một vài bạn bảo là cái giọng của mình nó khi chỉnh ấy nó không nghe rõ đúng không? Thực ra không phải là do mình muốn thế đâu, là do mình nghèo không có cái mic xịn nên thu âm về chỉnh thế này thì nói nó mới to được. Ok, thì khi nào có điều kiện thì mình sẽ hay bằng cái mic xịn hơn, ok chứ? Rồi, bắt đầu nhá. Đầu tiên mình sẽ vào Android Store, click vào file, chọn New, cái project, ok chưa? Sau đó mình bấm Next này, sẽ đặt tên cái app này là cái này, mình sẽ phát triển ra một cái series dài ấy, làm nguyên một cái app chứ không phải là một màn hình. App này mình sẽ muốn dành cho những cái nhà hàng kiểu đặt pizza, mình sẽ đặt tên là pizza. Pizza viết thế này đúng không nhỉ? Order đi. Đấy, order pizza ấy. Kiểu gọi pizza ấy. Enter. Rồi các bạn đợi nó build tí nhá. Trong lúc build thì không ấn ấn được nó. Rồi, lên được rồi đúng không? Bây giờ các bạn vào kích vào cái file activity main này, kích.xml, nó là cái file thiết kế giao diện cho màn hình ấy. Rồi, sau đó các bạn nhìn sang bên này nhá. Sorry các bạn, cái phần mềm thì quay video của mình cũng là free nên là nó bị mất mất một khoảng này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, rồi nhá. Các bạn kích vào cái chỗ clip này, tập clip, thở clip. Đấy, đọc theo kiểu các cụ là như thế. Đấy, kích vào nhá. Thì nó sẽ ra được cho các bạn một bên là các bạn phải gõ code, còn một bên là cái code của bạn sẽ hiện lên như thế nào. Ok, đầu tiên thì mình dùng cái bản Android Studio 3.6. Cái mặc định nó sẽ tạo cho mình một cái project mà sử dụng cái con trên layout. Còn con trên layout là một cái loại layout mới, để đại khái là khá là nhì nhằng ấy, nó phục vụ chủ cho việc kéo thả là chính nên là mình sẽ không dùng nó nữa, dùng thằng reactive layout đấy. À, các bạn phá cái tag view đi. À, chưa đấy, như cái file layout của bên mình đây, đây chính cái file layout và cái app
Đây, cái app này này. Đấy, đó. Ngả đấy. Đây, các bạn nhìn thấy sẽ được như thế này. Dùng một cái relative layout nhá. Và đầu tiên mình sẽ set cho nó một cái nền trước đúng không? Thì cái nền đấy đại khái là cái thư mục cái drivable này mình sẽ đẩy lên trên driver và mình sẽ để link download ở bên dưới cái phần mô tả video ấy cho các bạn, ok chưa? Đấy thì mình sẽ copy này. Các bạn nhấn Ctrl C này. Sang bên này. Các bạn vào trong Red. Chọn vào drivable Ctrl V. Các bạn nhớ chọn cái drivable nhá. Kèo nó xanh xanh ở cái drivable à, chứ không phải cái thằng 24 đâu. Đấy. Enter. Enter. Ok. Thế đó. Và vào trong này. Các bạn thêm cho mình một cái thuộc tính cho thằng layout là cho cái thằng creative này. Đó là thằng background. Đó, các bạn có chữ B, các chữ cách và ra. Đấy, các bạn nhìn chữ background. Đấy, background là nền đấy. Và các bạn gọi đúng cái tên của các bạn. Đấy, nó được một cái như thế này. Đó, chính là cái hình nền. Chưa? Tiếp theo nữa. Như các bạn thấy này. Ở đây nhá, cái bố cục của nó nhá. Bố cục của nó. Mình sẽ chia làm hai phần. Một phần chứa cái vùng tên, cái vùng tên tên và giá của cái món ăn và một cái nút đặt món chưa, và một vùng để chứa cái ảnh đấy, ok chưa? Đấy thì mình sẽ chia hai phần đúng không, sẽ sử dụng đây là một cái thằng layout, layout có quýt là map parent hai mastering orientation là cái sắp xếp các item ở trong cái layout này, mình sẽ để là vertical, ok rồi. Thì ở đây mình sẽ chia ra hai phần đúng không, phần gọi tạo ra một cái relative layout khác này, width là mastering này, hai là mình để là một dp, sẽ cho nó một cái width layout width đấy một đấy, ta nhìn chưa, đóng thẻ này rồi copy Ctrl C bôi đen copy Ctrl V đấy nó ra là như thế này rồi. Tiếp đến nhá, tiếp đến thì mình sẽ thiết kế cái phần bên dưới này trước, nhưng các bạn để ý ấy, cái phần bên dưới của nó không rộng như này đúng không, cái phần bên dưới của nó chỉ có phần phần nhỏ nhỏ thôi đấy, sao đấy, bởi vì mình đã cái quét trong thằng test tiếp theo ấy, mình để là mỗi thằng là một một thì nó sẽ lấy cái layout nó chia cho mỗi thằng chiếm một phần, còn nếu như mình để đây là hai phần đấy, các bạn nhìn cho nó con trên này luôn đấy, còn này là bốn phần đấy thì nó sẽ chia ra và nó cho thằng này chiếm bốn phần, ông này chỉ chiếm một phần thôi. Rồi tiếp đến tiên để trong này là một cái tay lê lao đi, quýt là mắt parent này, mắt parent này orientation mình sẽ để là vertical nhá. Rồi đóng thẻ rồi sau đấy nhá, trong này mình sẽ tạo một cái text view có độ dài là web content, thằng này web content cho nó một cái padding là 5 dp chưa, cho nó một cái text ngón gì là ngón nhất nhỉ, rau sạch, tầm này chỉ có rau sạch thôi, cái tầm 23 giờ 27 phút này có rau sạch nhất thôi, rau sạch này đấy, nó chưa căn ra giữa cho mình không, mình sẽ cho nó cái layout graffiti đấy là center horizontal để nó căn ra giữa theo cái chiều ngang của màn hình, đóng lại là mình sẽ cho nó một cái text color cho hình màu đen đi.
Không, đấy, chưa được đẹp lắm đúng không? Bởi vì như các bạn như thấy là trong này nó là cái chữ nó bo bo đẹp đúng không? Đó là do mình dùng cái thuộc tính phone. Thì để cái thuộc tính phone này nhá, thì cái file mình sẽ public, mình sẽ có cái thuộc tính phone này, sẽ có cái file phone này. Các bạn nhấn Ctrl C cho mình để giải thích cho nó, để giải thích với cái thuộc tính phone này. Các bạn có thể đâu để xem nào. Đấy. Chứ còn chạy trên máy thật. Đấy, chính là đó. Đấy. Đâu ở nhà. Đó, từ cái chữ của mình có phải nó di chuyển từ video này. Nhớ có một video mình hướng dẫn về cái thuộc tính phone này rồi. Chính là video này. Chính là video này. Đấy. Thì các bạn chỉ cần copy cho mình cái thư mục phone đấy. Các bạn nhấn Ctrl C vào trong red này. Click vào red, các bạn nhấn Ctrl V và enter cho mình. Trong này thì nó có sẵn một cái phone chữ boi rồi đấy, và một cái file để kết nối giữa cái phone và cái hàng text cái này đấy, chính là cái file phone.xml. Thì ở đây các bạn gọi cho mình thuộc tính phone family, enter. Các bạn gọi thằng phone a đây, chính nó đây này đấy, các bạn gõ chữ a cái là ra ngay, copy xong là ra ngay đấy, nhanh lắm. Enter đấy, đấy ra chữ đúng cái chữ mình cần chưa, nhưng hơi bé đúng không, để cho nó một cái text size sẽ để cho nó là 20 ft. Đó, to quá, 18 rồi, đôi khi cái gì to quá không tốt. 6 chưa. Đấy, tiếp đến mình sẽ copy cái thằng này y nguyên nó, paste bên dưới đấy, và cái text trong này text giá đúng không, sửa cái text trước nhá, tao sạch chắc 5 lít nhỉ, chấm không 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 đấy, Việt Nam đồng, ok chưa đấy. Nhưng mà mình sẽ không cho thằng này cái text không đi á đấy, và cái mình cho nó một cái text size là bo lần đấy, cho chữ đậm lên, và thằng này text size mình sẽ giảm xuống còn 12 thôi, à bé quá, 14 mày đẩy lên thì 18 đi đấy, cho rõ, ok chưa. Rồi tiếp đến nha, thì mình sẽ chỉnh màu cho thằng này màu hồng đúng không. Đấy, ok, xong. Thế là xong hai cái. Tiếp đến là cái nút đặt món bên dưới. Được chưa? Thì cái nút đặt món ấy, nó cần một cái border, nó cần cái len. Các bạn nhìn không? Nó cần một cái len màu đen và được bo xung quanh đúng không? Thì phải vào trong app này nhá, mình sẽ vào trong Drawable này, sẽ tạo ra một cái file để làm cái lệnh cho nó, con click vào lưu, chọn Drawable file, ok chưa. Các bạn đặt tên cho nó, mình sẽ đặt tên là BGPTL đi đấy, ok. Rồi các bạn lại click vào cái thằng tí này, trong này mình là center nữa, AP đấy. Bây giờ mình muốn cái file đây, cái đây file này chính là cái file mọi người gọi là background cho cái button đấy đấy. Thì ở đây mình sẽ đầu tiên muốn cho nó có cái màu đen, sẽ gọi thuộc tính là Tony đấy, gọi ta cái
ở đây là thẻ sorry và có cái thuộc tính là caller. Các bạn truyền cho mình cái mã màu đen này. Đó là thằng 000. Đóng thẻ. Được chưa? Sau đấy nhá. Các bạn gọi cái thằng caller. Gọi caller. Thế là chắc chắn không phải đọc thằng caller. Caller. Đấy, mình sẽ đọc là thế. Ok. Thôi các bạn nhá, tiếng Anh mình đọc không chuẩn lắm đâu. Đọc hiểu thì còn được chứ còn đọc đọc nói hơi khó. Cái thằng Correct này nhá sẽ quy định cái độ cong cong á, đại khái trên đời này vạn vật đều có thể bị cong được đấy. Nôm na giống kiểu như hình vuông này, bạn có thể cong theo cách của bạn đấy. Thì trong cái thằng co thằng này nhá, nó có một thuộc tính là radio đấy. Radio nghĩa là cong, bạn muốn nó cong bao nhiêu sẽ để cho nó tạm là 10 dp đi đóng thẻ. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, mình vừa bẻ cong đó. Đấy, mình bẻ cong cái thằng này cho nó 10 dp. Đấy, sau đấy mình sẽ sử dụng nó. Mình sẽ xuống đây. Sẽ tạo ra một cái loop booster. Đấy, có cái width là map pattern. Hay là 50 dp. 50 dp. Có... Rồi đóng thẻ luôn đi. Đấy, các bạn nhìn không? Con cái button nhìn nó hơi xấu xấu tí đúng không? Mình sẽ cho nó cái thằng margin. Margin tầm 60 dp đi. 60 to nhỉ? 50 nhá. Ok. Đấy, sau đấy xong đúng không? Thì bây giờ. Giờ này. Ta cho nó cái background chính là cái file bg vừa trừ btl vừa mình tạo đó. Tiếp đến text color mình sẽ để là màu trắng thằng fff. Tiếp đến nữa text size mình sẽ cho nó tầm 15 ft, tầm 15 ft và nó sẽ có một cái text là đặt món đó. Ok, nhưng vẫn chưa giống hình không, mình sẽ cho thêm cái full family là thằng A của mình. Đó. Vẫn chưa giống hình hẳn đâu. Bởi vì là trong này của mình là có chữ thường, có chữ hoa. Còn cái thằng này thiết kế ra nó để cho mình toàn chữ hoa ấy. Đúng không? Thì mình sẽ cho nó có một cái thuộc tính trong này, nó thằng thuộc tính text on cap. Các bạn nhìn không? Các bạn để là fail mình. Đó, thì sẽ ăn theo cái chữ. Ăn theo chữ mà bạn viết. Cho người tăng lên 16 đi. Đấy, 16 FP. Rồi. Tiếp đến là cái thằng layout này. Nó, cái thằng layout là cái nhất. Thì trong này nhá. Đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái file relative layout đi. Relative layout có thằng này là map pattern. Map. Ok. Rồi này. Thuộc này. Tấm thẻ. Mình các bạn nhìn trên hình nhá, mình sẽ có hai cái file layout, hai cái layout, một cái layout để chứa cái hình to và một layout để chứa hình nhỏ. Bây giờ mình sẽ làm cái layout chứa hình nhỏ trước đúng không? Đấy, thì cái file layout chứa hình nhỏ đây nhá, xong này trước khi chứa hình nhỏ trước thì mình sẽ vào trong đầu loại bộ, mình copy một cái hình nhỏ đấy đi, nhảy đi Ctrl C này, paste vào trong drawable, nhấn enter. Đấy, cái hình A nhá. Và trong này mình sẽ tạo ra một cái image view. Có từ để xem bên kia mình để là cái ảnh bao nhiêu nhỉ? Ui, 220 dp. Mình sẽ để thằng này là 220 dp. Đó. Đây cũng 220 dp. Đóng thẻ cho nó cái thằng src là thằng A đấy, cho nhìn rõ hình rồi đấy, ra ba salad rồi, nhìn có vẻ ngon ấy nhưng không ngon bằng rau sạch. Tiếp đến nữa mình muốn cho nó ra giữa đúng không,
Nó ra giữa. Thì ở đây cho nó cái thuộc tính là center in parent bằng true. Nó sẽ căn ra giữa cho mình. Còn như các bạn nhìn thấy nhá, to hai cái hình này. Xem mà mình có cái hình nào tên này không? Ở đây. À, không đọc được à? Đây. Đấy. Các bạn nhìn này, to hai hình xem có đúng không ấy. Thì mình bây giờ xem có đúng không? Các bạn nhìn không? Nó có vẻ là hơi lệch nhỉ. Hơi lệch lệch một tí. Bởi vì cái thằng này nó đi xuống chứ nó không làm giữa ở cái màn hình này. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì mình có cho nó một cái thằng cái layout chứa nó. Cái layout này có cho nó cái margin top là 200 dp. Đấy. Sẽ được. Sẽ thành như này. Ok không? Đấy. Nó tùy thuộc nhá. Nó cũng phụ thuộc vào cách các bạn thiết kế. Đại khái các bạn muốn để như thế nào. Đó. Như thế nào nhìn cho nó đẹp mắt là được. Đấy. Đã xong. Bây giờ đến cái hình to à. Hình to mới là nhạc. À. Làm cái hình to cũng phải mất tầm 5 phút đấy. Thì cái hình to các bạn copy cái reality nào cho mình. Paste vào đây. Đấy. Thì hiện tại đang có hai cái hình nó đẹp nhau không? Mình sẽ xóa cái margin top thằng này đi. Đấy. Nhưng vấn đề là bây giờ cái thằng này nó không full cho mình. Nên là mình sẽ để cho này là map parent. Không này cũng map parent. Rồi. Hiện tại nó đã full cho mình không? Nhưng nó vẫn chưa đúng ý mình. Nó chưa hề ăn ra đây một lửa cho mình. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm thế nào cho nó giống nhất với cái hình của mình đúng không? Đấy. Đầu tiên nhá. Để cho nó cắt được cái ảnh này này. Cắt được cái ảnh này. Thì các bạn cho mình cái thằng image view này thêm một cái thuộc tính nữa. Đó là thuộc tính color type. Đây, đó. Các bạn để cho mình là center crop. Đấy. Nhất nó là cắt được hình cho mình. Chưa? Tiếp theo đấy nhá. Mình sẽ cho cái thằng này một cái margin button bằng 100 dp. Đấy. Có phải nó căn được ra giữa cho mình đúng không? Đấy. Tiếp đến nữa nhưng mà ông này nó không full đúng nhá. Nên là đại khái là cái hình ấy, cái hình của mình ấy nó không hề full, nó còn phóng to ra mà. Đấy. Tạo ra được cái điểm nhấn. Thì mình sẽ cho ông này thêm một cái thằng là margin top. Margin top. Các bạn để cho mình là âm 150 dp. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Phải là khác bọt hoàn toàn. Nhìn chưa? Đấy. Đơn giản nó chỉ thế thôi. Rồi. Sau đấy nhá. Sau khi đấy xong cái thằng này là xong rồi này. Tiếp đến nữa là các bạn nhìn thấy nó có một cái liền mờ mờ. Các bạn nhìn thấy nó mờ mờ, nó không rõ hẳn đâu. Nó sẽ mờ trắng ở đây xong rồi trắng dần dần lên trên này đúng không? Thì ở đây mình sẽ mình sẽ cho nó một cái view. View viết hoa nhá. Nhiều bạn hay nhầm là cái chữ view này là chữ V viết thường ấy, xong về sau nó không chạy. Đấy. Cái view mình sẽ để cho nó là map parent. Rồi. Thì vào để thiết kế được cái file mà trắng đục ấy thì mình sẽ tiếp tục copy. Các bạn nhìn cái file pgbtl chưa? Các bạn nhấn Ctrl C. Ctrl V cho mình. Tưởng tên đi. PGV. Là PG View ấy. Rồi. Thì cái thằng View này nó không có tác dụng bẻ cong mọi thứ.
mà nó có tác dụng làm mờ đi mọi thứ trong mắt bạn, đúng không? Đấy. Thì ở đây nhá, xóa đi. Các cho mình một cái thằng thuộc tính, nó chính là thằng Garden này. Đấy. Thằng Garden này có rất khá nhiều thuộc tính, nhưng hiện tại mình sẽ chỉ được 3 thuộc tính thôi. Thứ nhất, nhất nha, là cái thằng start color. Đó, mình sẽ để cho nó là không 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 à. Đấy. Tiếp đến nữa là thằng end color. Mình sẽ để cho nó là 00FF00. Đấy. Rồi. Bây giờ để mình sử dụng nó này. Mình sử dụng nó nhá. Mình quay lại bên main activity. Đấy. Cái view này sẽ gọi cho nó cái thuộc tính background, là cái chính là cái thằng BG view vừa tạo. Enter. Đó. Rồi, các bạn nhìn nhá. Có phải nó đã cho mình một cái file ấy không? Hàng ngày mình sẽ nó một cái margin top 150 đi. Đấy. Ok. Đấy, bởi vì cái thằng ông top này mình cho nó cái margin 100, margin là -150 nên nó lùi lên trên lại. Nên là thằng này mình phải cho nó căn 50 150 để nó về đằng này. Đấy, các bạn hiểu không? Rồi, thì bây giờ nhá. Bây giờ thế này. Mình sẽ cho nó thằng này từ thằng trắng đục chuyển lên thằng này trong, đúng không? Mình sẽ quay lại cái file background view của mình. Các bạn kích vào cái chỗ thằng start color này. Các bạn di chuyển cái thằng alpha cho nó về không cho mình. Đấy. Xong sang bên này. Đây nhá, sorry. Cái máy mình nó không loát lại được. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Có phải nó đã mờ dần từ trên này đúng không? Bây giờ cái quan trọng là mình muốn cái thằng này nó trắng. Thì vào trong này sửa thành màu trắng. FFF thích thì cho nó mờ đi một tẹo á. Cho mờ đi một tẹo đi. Đấy. Đấy. Nhưng mà hậu quả của nó để ra ấy, là cái file layout của bạn nó có một cái viền, phân viền này. Đúng chưa? Thì nó không đẹp như thế này. Đấy. Thì cái này thực ra mình sẽ chỉ cần lấy cái mã màu của cái ảnh này mình xét cho nó ấy, và thay vào cái mã màu trắng trong này à. Xong rồi thì các bạn chịu khó một chút nhá. Ở đây thì mình dùng thằng color picker để mình lấy cái mã màu, còn các bạn chịu khó vẽ đúng ra là gõ cho mình cũng sẽ gõ theo các bạn. Ở đây mình sẽ chỉnh độ alpha cho nó trước đây, chỉnh cho nó thành 89% thôi, mở 92 đi, 91 đi. Thì cái thằng E9 đầu tiên ấy là nó quy định cái độ alpha, và 6 ký tự tiếp theo là quy định màu các bạn. Thì màu mình lấy được ra là F1, EE, F1 đúng không? Mình sẽ gõ này. F1, EE, F1. Đấy. Kích sang bên mê này. Các bạn nhìn chưa? Xong. Tuyệt vời luôn. Đấy. Thế là đã xong cái file thiết kế. Các bạn nhìn không? Nó giống hệt với cái file mà mình đã hướng dẫn các bạn ấy, cái file trên video ấy, đúng không? Bây giờ nhiệm vụ của mình ở video tiếp theo là chỉ cần thêm cái hiệu ứng cho nó là ngon lành luôn. Ok chưa? Rồi. Video lần này của mình sẽ xin dừng lại ở đây. Đấy. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại cho mình một share, hoặc nếu như thấy các bạn cái file thiết kế này của mình ấy nó có cái gì đấy không hợp lý thì các bạn nhớ comment bên dưới để cho mình biết nhá. Ok. Một lần nữa thì mình sẽ kêu gọi là hãy nhấn subscribe cho kênh của mình, nhấn like video nếu như được chia sẻ được càng tốt. Ok. Video của mình xin được dừng lại đây. Chúc bạn học trình vui vẻ.